Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhật ký cuộc sống. Chuyên mục mang đến những kiến thức thú vị về cuộc sống, những câu nói hay, những triết lý đầy ý nghĩa. Chúc quý vị có được những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính trong chương trình. Vừa vỡ òa trong hạnh phúc, người hùng Việt Nam đau đớn vì tin buồn từ quê nhà. Dương Thị Kiều đã có một trận đấu tuyệt vời, mở tỷ số cho tuyển nữ Việt Nam trước Đài Bắc Trung Hoa. Sau cùng, Dương Thị Kiều cùng tuyển nữ Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-1, chính thức có tấm vé lịch sử dự vòng chung kết World Cup 2023. Khi đang vỡ òa trong niềm hạnh phúc chiến thắng, thì Kiều bất ngờ nhận tin buồn từ quê nhà. Ông ngoại Kiều vừa mất mà cô không thể ở bên, điều này khiến Kiều vô cùng đau đớn và ban huấn luyện đã có sự quan tâm an ủi với cô gái vàng của làng bóng đá Việt Nam. Với Dương Thị Kiều, trong quá khứ, cô từng dính chấn thương nghiêm trọng là đứt dây chằng. Tuy nhiên, cô đã vượt qua khó khăn để trở lại và tiếp tục cùng tuyển nữ Việt Nam tạo ra những chiến công. Xin chia nỗi buồn riêng cùng Dương Thị Kiều và cảm ơn cô cùng đồng đội về tấm vé lịch sử dự vòng chung kết World Cup.